4 năm trước, Phi Thanh Vân, Bảo Duy gây xôn xao khi đấu tố lẫn nhau hậu hôn nhân tan vỡ. Kết thúc cuộc chiến với vợ cũ, Bảo Duy tái hôn. Anh làm đám cưới với một Việt kiều kinh doanh tại Australia tên Thúy Hoành. Trong khi Bảo Duy có cuộc sống hạnh phúc, Phi Thanh Vân vẫn là mẹ đơn thân. Nữ diễn viên không ít lần chia sẻ, cô nhận được nhiều lời tán tỉnh kể từ khi ly hôn người chồng thứ hai. Sau một thời gian dài im ắng khỏi showbiz, diễn viên cô gái xấu xí đã có những trải lòng về chuyện của mình. Khi được hỏi liệu có sợ dèm pha từ phía dư luận khi liên tục chia sẻ việc được trai trẻ 9X body 6 múi theo đuổi gã tình mình, Phi Thanh Vân đã thẳng thắn tâm sự. Tình yêu trước nay vốn dĩ không có tuổi, nếu mình còn đẹp, còn tỏa sáng và có những điểm nổi bật thì ngại gì không phơi bày ra. Đó cũng là cách xây dựng giá trị của mỗi người mà. Tôi nghĩ đấy là việc rất bình thường. Vả lại, ở tôi có rất nhiều thứ mà các cô gái trẻ mơ ước có được. Còn xét ở phương diện tâm lý học, đàn ông có xu hướng si mê những người phụ nữ có sức hút. Tôi sống độc lập, không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày và hạnh phúc trong thế giới riêng của mình. Chính sự tự tin này là điều khiến các anh dễ bị chinh phục. Đến giờ vẫn nhiều người nhắn tin gà gẫm tôi mỗi ngày, có bạn chỉ là 9X, thậm chí 2K, nhỏ hơn gần 20 tuổi, nói muốn được làm quen tôi. Nhưng một người phụ nữ trải qua hai đời chồng và một đứa con cũng phải biết sự lựa chọn nào là phù hợp cho mình. Tôi lịch sự, thân thiện giao tiếp với họ nhưng không có nghĩa bậy bạ phóng túng. Tôi giữ quan hệ bạn bè thôi chứ không để đi quá xa, nữ hoàng giao kéo tự tin nói. Phi Thanh Vân nói ly hôn là việc không cặp vợ chồng nào mong muốn. 100% cặp vợ chồng khi bước vào lễ đường đám cưới đều muốn sống với nhau đến trọn đời. Ly hôn để lại nhiều hệ lụy, một trong số đó là việc tranh chấp giành quyền nuôi con. Trước khi ly hôn, tôi đã lỡ ký hợp đồng phim nên không thể nào bỏ dở được. Sau khi nhường quyền nuôi con, tôi quyết định kinh doanh. Thực ra tôi có thể giành quyền nuôi con được, nhưng tôi thương con, không muốn con rong ruổi theo tôi, hết đầu đường xó chợ, ăn cơm hàng cháo chợ. Ngoài đời chúng tôi là ngôi sao, nhưng khi đi đóng phim rất vất vả và khổ cực khi có những hôm làm việc tới gần 14 tiếng ở ngoài đường và các vùng quê là bình thường. Với con nhỏ chắc chắn không thể đưa theo được, đấy là một trở ngại và thách thức rất lớn, Phi Thanh Vân nói. Từ khi bắt đầu cuộc sống độc thân, Phi Thanh Vân tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí. Nhờ ăn nên làm ra, cô khoe mình mua được xe hơi, đồ hiệu, thậm chí sắm nhà 10 tỷ cho con trai. Ngoại hình của Phi Thanh Vân cũng gây chú ý khi công khai nhiều lần giao kéo để xinh đẹp hơn. Trước khi có nhan sắc như hiện tại, mẹ một con đã thực hiện hơn 20 cuộc phẫu thuật. Ngoài ra, cô còn gây tranh cãi với những trang phục hở bạo, kiệm vải mỗi khi xuất hiện ở sự kiện. Cách đây chưa lâu, người đẹp từng chia sẻ, ồn ào thị phi nếu là người trong showbiz ai chẳng có. Với nghề này, bạn phải chấp nhận điều ấy như một phần của quy luật. Sở dĩ cái tên Phi Thanh Vân hay gây chú ý bởi tính tôi bộc trực thẳng tính. Gần 30 năm trong nghề, tôi không thỏa hiệp với cái xấu, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi sống thành thật và tự tin, không làm gì thẹn lương tâm. Tất nhiên, con người trong từng giai đoạn cuộc đời sẽ có những cảm xúc và lối cư xử khác nhau. Bây giờ gần 40 tuổi, tôi ít nóng nảy, cư xử chừng mực hơn. Mỗi sự việc đều có sự cân nhắc kỹ càng chứ không quyết liệt hay sốc nổi như trước.